Hello Tuấn Nguyễn, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Nhà Đất Tuấn Nguyễn. Đầu video, Tuấn Nguyễn xin chúc quý vị và các bạn có một ngày Chủ nhật có nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Nguyễn về thành phố Thủ Đức. Hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ review cho quý vị một căn biệt thự cực kỳ đẹp. Đấy. Trước khi giới thiệu căn biệt thự này thì Tuấn Nguyễn sẽ quay qua cái cơ sở hạ tầng, đường xá lưu thông với lại tiện ích xung quanh. Đấy. Để cho quý vị nắm thêm một chút xíu nữa. Thưa quý vị, phía trước Tuấn Nguyễn đây là một con đường trục chính, con đường Lê Văn Chí quý vị nhá. Đây này, Tuấn Nguyễn zoom to ra cho quý vị thấy. Đây, con đường Lê Văn Chí. Con đường này thì nằm ở phường Linh Trung của thành phố Thủ Đức quý vị nhá. Khu vực Tuấn Nguyễn đây là bệnh viện Việt Thắng này quý vị này. Đó, bệnh viện trung tâm quận Thủ Đức, bệnh viện Việt Thắng quý vị nhá. Và chút xíu chúng ta đi lên tay trái chút xíu là chúng ta đi ra phường Linh Trung, chúng ta đi ra công ty may Việt Thắng. Còn chúng ta đi ra tay phải thì khoảng 300m thôi, chúng ta ra quốc lộ 1K rồi quý vị nhá. Đấy, phường Linh Trung thì quý vị biết rồi, là một phường trung tâm của thành phố Thủ Đức. Và đây, quý vị nhìn những con đường nhựa 10m như thế này, đường đi lối lại trong đây thì rất là thông thoáng. Đặc biệt trước căn nhà chúng ta quý vị nhá. Đây. Đây là căn biệt thự mà Tuấn Nguyễn muốn giới thiệu với quý vị này, một căn biệt thự phải nói là cực kỳ nguy nga tráng lệ luôn. Và trước căn biệt thự chúng ta thì có một cái công viên như thế này này. Từ ở bên này mà sang bên này thì phải đến là 25m quý vị nhá. Phải tới 25m thì quý vị nhìn xem. Thì tương lai sau này là người ta sẽ giải phóng hết cái cột này quý vị nhá. Ở giữa này chúng ta làm một cái khuôn viên, cái công viên. Đường đi lối lại thì phải nói là căn biệt thự của chúng ta ở đây là đắc địa nhất rồi. Và thưa quý vị, căn biệt thự của chúng ta có hai mặt tiền. Mặt tiền bên hông đây quý vị này. Đó, hàng rào của chúng ta màu trắng đây quý vị này. Đấy, chỗ mấy cái cây vũ chữa, cây cảnh đây là chúng ta có hướng Tây quý vị nhá. Đây là hướng Tây này. Còn mặt tiền chính của chúng ta đây là hướng Nam quý vị nhá. Đấy, quý vị nào mà hợp với phong thủy hướng Nam chính và hướng mặt tiền bên hông là hướng Tây. Còn quý vị nào mà không quan tâm đến hướng á, thì quý vị mua nhà mua cửa thì cũng rất là dễ dàng rồi đúng không ạ. Và hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ review chuyển tải đến quý vị và các bạn một căn biệt thự nằm ngay phường Linh Trung của thành phố Thủ Đức. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Như quý vị đang nhìn trên màn hình Tuấn Nguyễn đây, chắc chắn căn biệt thự của chúng ta là đẹp nhất ở đây đúng không ạ. Còn ở đây người ta đang xây tòa chung cư này quý vị nhá. Đây là tòa chung cư và xung quanh đây thì quý vị nhìn này, toàn nhà cao đúng không ạ. Đấy, nhà 2 tầng không đó. Bên đây là cũng vậy thôi. Bên đây có những cái biệt thự này, quán cà phê này, rồi là nhà nghỉ này, nhà nghỉ khách sạn ngay cửa của chúng ta luôn quý vị nhá. Ở thành phố Thủ Đức thì quý vị biết rồi, tiện ích với lại đường xá lưu thông thì phải nói là chuẩn của VIP luôn. Và thưa quý vị, căn biệt thự của chúng ta có diện tích là chiều ngang này quý vị này. Đấy, chiều ngang này là 22m quý vị nhá. Còn chiều sâu vào trong á là 7,8m quý vị nhá, gần 8m. Đấy, một căn nhà biệt thự hai mặt tiền cực kỳ là đắc địa luôn. Tổng diện tích chúng ta có 165,4m, có thổ cư là 68m quý vị nhá. Đấy, có thổ cư 68m, còn lại là 97,4m là đất trồng cây lâu năm. Đấy. Căn biệt thự này thiết kế 2 lầu 1 trệt 1 tum quý vị nhá, có sân thượng ban công rất là lớn. Có 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh. Đấy. Có sân phơi và sân xe hơi thì để được 2 chiếc xe hơi và có hồ cá koi. Giá thì Tuấn Nguyễn sẽ báo ở cuối video cho quý vị và các bạn nắm được. Đặc biệt căn biệt thự này chủ nhà sẽ tặng full nội thất cho chúng ta quý vị nhá. Đấy, tặng full nội thất cho chúng ta luôn. Đấy. Đây là đường thông quý vị nhá. Đường thông ở đây thì chúng ta đi ra. Đấy, bên này cũng được, chúng ta đi ra Suối Tiên quý vị nhá, đi ra quốc lộ 1K đi hướng Đồng Nai. Đấy, rất là dễ dàng. Còn bên này thì khỏi nói rồi, đường rất là rộng. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ quay ở bên trong cho quý vị xem nhá. Bên ngoài là quý vị này. Đấy, tất cả phào chỉ tân cổ điển, nhà mới quý vị nhá. Nhà này mới xây đúng 1 năm thôi. Cực kỳ mới luôn. Đấy. Đây là mặt tiền ở phía trước 22m. Và Tuấn Nguyễn sẽ quay ở phía bên hông một chút xíu nữa quý vị nhá. Mặt tiền bên hông của chúng ta là 7,8m. Ở phía sau này thì công trình đang xây cái tòa chung cư này quý vị nhá. Đấy, nhà ở thương mại cho nên là Tuấn Nguyễn cũng không tiện quay lắm, quý vị hết sức thông cảm. Đây,
mặt tiền bên hông của chúng ta đây, ở trong này là nhà hàng xóm, còn đây là của chúng ta quý vị nhá. Đấy, mặt tiền bên hông của chúng ta đây. Cái cửa kia là của nhà hàng xóm quý vị nhá, của nhà hàng xóm, cái nhà ống ở bên đấy, còn chúng ta là hắt từ cái cây vú sữa này trở về đường trước này. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ vào bên trong review rõ hơn cho quý vị xem. Đấy, quý vị thấy không, dân ở đây là người ta để xe ở ngoài hết, bởi vì cái khuôn viên của chúng ta rất là rộng, rộng lên tới 25 mét. Nhưng mà đặc biệt căn biệt thự của chúng ta thì có sân xe hơi lên tới 4 mét, và xin lỗi quý vị, sân xe hơi để được 2 chiếc xe hơi quý vị nhá. Đây, cao cổng kín tường, hàng rào các thứ phảo trì tân cổ điển hết, ở dưới ốp gạch màu đen, đúng không ạ? Có những cây cảnh đấy, chậu cây cảnh này, bồn cây cảnh này, đúng không ạ? Cây nhãn này, cây xoài này, cây mận này, cây bưởi quý vị nhá. Nhà này anh chủ đầu tư xây dựng đấy, Tuấn Nguyễn tiết lộ với quý vị là anh chủ đầu tư xây dựng thì quý vị biết rồi, là những cái người mà xây những căn nhà đẹp nhất, đúng không ạ? Và những căn nhà tốt nhất, chắc chắn nhất, chắc chắn sẽ là nhà của chủ xây dựng, đúng không quý vị? Đây, quý vị nhìn những cái cánh cửa nhôm đúc đấy, sơn mạ vàng, đúng không ạ? Sơn màu đồng đấy, bên trong chúng ta có một lớp cửa cuốn nữa quý vị nhá. Đấy, có 2 lớp cửa, bên này cũng vậy, bên ngoài là cánh cửa sắt đấy, CNC sơn màu đồng, bên trong kết hợp với lại một lớp cửa cuốn. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ review ở bên trong cho quý vị xem. Đây, khu vực này là sân xe hơi, chúng ta đậu được 2 chiếc xe hơi quý vị nhá. Đây, rất là rộng đấy, chúng ta chạy vào trong kia 1 chiếc và chỗ 1 chiếc chúng ta đậu đây là 2. Không gian này thì ở trên lầu chúng ta làm sân thượng ban công ở trên quý vị nhá. Này quý vị nhìn này, cao cổng kiến tường, anh chủ nhà này anh ốp hết nhá, ốp gạch hết đấy. Chủ thầu xây dựng thì quý vị biết rồi, đúng không ạ? Căn nhà nào mà đẹp nhất, mà xây vững vàng chắc chắn nhất thì chắc chắn sẽ là nhà của ông chủ xây dựng thôi, đúng quý vị? Ở đây chúng ta có một cái bộ bàn đá này. Đấy, bộ bàn đá xanh này thì cực kỳ tốt, đúng không ạ? Đấy, những cái chậu cây cảnh này, hồ cá nhỏ này. Đây chúng ta có một cây vú sữa. Đây quý vị nhá, ra trái rồi, trái rất nhiều. Đây quý vị nhìn, trái rất nhiều. Nhà chúng ta thì camera an ninh xung quanh. Ở đây anh chủ nhà có nuôi chim các thứ nữa rất là nhiều. Ở đây là sân thượng ở trên này quý vị đây. Đó, chút xíu Tuấn Nguyễn sẽ quay ở trên cho quý vị xem, đúng không ạ? Và phía trước của chúng ta đây, mặt tiền phía trước của chúng ta đây là cái không gian. Đấy, có hòn non bộ này, hồ cá koi nhỏ này. Đấy, lối để xe Honda cũng rất là nhiều, để thoải mái luôn. Ở trên thì có khung sắt này, cao cổng kín tường, ở ngoài có hàng rào dây thép gai cũng như là cái sắt nhọn nhọn đấy quý vị ạ, đúng không ạ? Rất là an ninh. Còn đây là cửa chính, đúng không ạ? Bên này chúng ta có một cái khu hồ cá koi này. Đấy, hồ cá koi đây cũng như là cái khu lọc nước. Hai bên tường là anh chủ nhà anh ốp hết, ốp đá hết quý vị nhá. Đây, quý vị nhìn thấy cửa cuốn đang còn kéo xuống này. Bên ngoài chúng ta một lớp cửa sắt rồi, kết hợp với một lớp cửa cuốn quý vị nhá. Hồ cá koi của chúng ta đây. Đấy, căn nhà chúng ta có 2 hồ cá koi và có 2 cái khu hòn non bộ tiểu cảnh hết quý vị nhá. Cao cổng kiến tường, camera an ninh. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ review ở bên trong để cho quý vị xem. Đây là cửa chính, có 3 bậc bằng đá hoa cương. Đấy, đá hoa cương này nhập khẩu hết quý vị nhá. Đấy, tất cả chúng ta đều nhập khẩu hết. Đây, cửa gỗ gõ đỏ, nguyên khối rất là ok. Khu vực tầng trệt này thì gia chủ người ta thiết kế một cái khu vực phòng ăn, phòng bếp, đúng không ạ? Phòng ăn, phòng bếp ở đây. Đấy, kết hợp với lại một bộ bàn, chúng ta có thể ăn ở đây hoặc ăn ở ngoài quý vị nhá. Đây là nhiều công năng lắm. Ở bên trong này thì có chỗ để tivi này, rồi là nhà vệ sinh khép kín ở trong phía trong góc này quý vị nhá. Lavabo, rửa mặt, gương soi, toàn đồ nhập khẩu hết quý vị nhìn. Đấy, nội thất của căn biệt thự này thì phải nói là cực kỳ xa xỉ luôn. Đây là bồn cầu ở dưới quý vị nhìn này. Đấy, bồn cầu này, lavabo, rửa mặt, gương soi ở ngoài, đúng không ạ? Vòi tắm xịn luôn. Cửa gỗ gõ đỏ quý vị nhá. Một không gian phải nói là tuyệt vời. Trần chỉ thạch cao này. Đấy, đèn chùm, đèn pha lê, đèn màu, đúng không ạ? Và thưa quý vị, quý vị nhìn cái nội thất của cái căn biệt thự này có khủng không ạ? Tất cả các nội thất này anh chủ nhà sẽ tặng hết cho chúng ta quý vị nhá. Anh chị chủ nhà đã nói với Tuấn Nguyễn là chỉ có mang cái ba lô quần áo, xe cộ ra đi thôi. Và đặc biệt ở dưới chúng ta có một cái nhà phòng ngủ ở dưới phải cực kỳ uy tín luôn. Đây quý vị này,
Tân Chí Thạch Cao này, tủ quần áo này, tân cổ điển, bàn làm việc này. Đó, bên trong này chúng ta có một cái nhà vệ sinh này. Nhà vệ sinh kép kín quý vị nhá. Đấy, không mở ra được thì thôi bỏ qua đi. Đúng không ạ? Đấy, quý vị nhìn thấy không? Máy lạnh này, Tân Chí Thạch Cao căn biệt thự này thì quý vị khỏi lo. Và đây là cái màn gió, cái cửa sổ, đúng không ạ? Nhất là cái cửa sổ này. Đấy, à, cửa là gỗ có đỏ hết quý vị nhá. Ok. Tuấn Nguyễn cũng review nhanh thôi. Quý vị nhìn thấy đồ đạc của chủ nhà chơi toàn đồ gỗ xịn, đúng không ạ? Thì Tuấn Nguyễn cũng được biết là chủ nhà sẽ tặng hết cho chúng ta, quý vị nhá. Và đây là khu vực cầu thang, chúng ta có trụ bằng gỗ có đỏ, tay vịn cũng tất cả bằng gỗ có đỏ hết, đặc biệt là đá nhập khẩu. Đấy, màu xám, lông chuột và màu trắng. Đấy. Rộng 1 mét, chúng ta lên lầu lưu thông thoải mái luôn. Đấy, đường lên xuống chúng ta có những cái bức tranh đẹp như thế này. Quý vị nhìn những cái cầu thang gỗ rất là chất lượng, đúng không ạ? Quý vị nào đang có nhu cầu mua biệt thự ở quận Thủ Đức quý vị nhá, thì đây là một sản phẩm phải nói cực kỳ uy tín luôn. Lên lầu 1 này Tuấn Nguyễn sẽ review ở bên trái trước đi. Bên này chúng ta có một phòng ngủ số 2. Đây quý vị này, phòng ngủ số 2 của chúng ta, quý vị thấy uy tín chưa? Wow. Đấy, đây là phòng vệ sinh. Cửa bằng gỗ nguyên khối hết, hoa văn tân cổ điển. Bồn cầu xịn này, lavabo rửa mặt gương soi xịn này, gạch ốp phun. Đấy, vòi tắm này, sơn mạ vàng hết quý vị nhá. Có máy hút mùi. Đây, trong này thì có máy chạy bộ luôn quý vị nhá. Quạt Toshiba, bàn làm việc tân cổ điển. Đây là tủ quần áo xịn, lồng kiếm. Cũng như nhà chủ nhà ở đây là trang trí để làm ba lô túi sách với lại giày dép xịn thôi quý vị ạ. Đây, đây là cái ban công. Đấy, cái ban công cũng như sân thượng bên hông. Chút xíu nữa Tuấn Nguyễn sẽ quay cho quý vị xem, đúng không ạ? Giường tân cổ điển này, quý vị nhìn thấy uy tín chưa, đúng không ạ? Trần Chí Thạch Cao này, tủ quần áo ở bên đây quý vị nhá. Tuấn Nguyễn xin lỗi. Đấy, máy lạnh này, Panasonic 1,5 ngựa. Đấy, hàng xóm của chúng ta bên đây toàn biệt thự villa không quý vị này. Đó, xa xa kia là bệnh viện Việt Thắng quý vị nhá, bệnh viện quận Thủ Đức. Đấy, quý vị nào ở Dĩ An, ở Đồng Nai, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị không lạ gì nữa, đúng không ạ? Đây là ban công. Ban công mặt tiền phía trước. Đó, quý vị thấy có những cây cột uy tín chưa? Sơn bóng hết quý vị nhá. Đó, bệnh viện Thủ Đức thì bây giờ người ta đang xây rất là lớn. Đấy, bệnh viện 5 6 lầu luôn đấy quý vị nhá. Một bệnh viện quận Thủ Đức đẳng cấp luôn. Ở đây công viên thì xe ô tô chúng ta đậu là thoải mái vô tư luôn. Và đây là căn phòng ngủ số 3. Căn phòng ngủ số 3 đây quý vị. Đây, giường tân cổ điển cực kỳ chất lượng luôn. Trần Chí Thạch Cao này, nhà vệ sinh ở trong quý vị nhá. Đấy, nhà vệ sinh này không biết có mở được không. Đây quý vị. Đây, Tuấn Nguyễn cũng mở cho quý vị xem, đúng không ạ? Lavabo rửa mặt gương soi, bồn cầu, gạch lát phun. Đấy, vòi tắm sơn mạ vàng hết. Khu vực này là tủ quần áo. Và đây là cửa ra ban công. Ban công phía trước. Đây quý vị. Đây, chúng ta ra Suối Tiên thì khoảng 1,5 cây, 2 cây số thôi quý vị nhá. Đấy, đặc biệt cái phường Linh Trung này, và căn nhà chúng ta thì nằm ngay cái vị trí mà đi ra Suối Tiên khoảng 2,5 cây số, và chúng ta đi ra quốc lộ 1K thì khoảng 300 m thôi quý vị nhá. Đấy, nằm ngay bệnh viện Việt Thắng. Đó, phường Linh Trung thì quý vị biết rồi, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 đấy, là cũng rất là gần chợ Linh Trung quý vị nhá, rất là gần. Chúng ta đi ra ngã tư Thủ Đức, đây ra Quốc Mắc cũng rất là gần. Lên lầu 2 này, đây quý vị, ban công của chúng ta đây, siêu của đỉnh chưa, ở trên tân cổ điển này. Tất cả ở đây là cái cửa ở tiếp giáp với ánh nắng mặt trời. Với lại mưa thì chúng ta thiết kế là cửa nhôm chinh pha hết. Ở ngoài này, cây cảnh này, ở trên đây lát đá hoa cương hết quý vị nha. Đây, đây quý vị, đây là khu chung cư đó đang xây đấy quý vị nhìn này. Đó, còn cái nhà cao cao bên đây là nhà của hàng xóm quý vị nhá. Đấy, phòng này là phòng thờ.
Đây, Tuấn Nguyễn cũng quay qua thôi quý vị nhá. Phòng thờ thì chúng ta quay qua thôi. Đây, nhưng mà rất là chất lượng này, phòng thờ quý vị này. Đấy, có một cái bàn đây rất là rộng. Có ba cửa luôn. Đấy, một cửa chính bên kia, một cửa sổ và đây cửa chính nữa là hai cửa chính, một cửa sổ quý vị nhá. Đây. Thì thưa quý vị, này. Trên cái mặt bằng như thế này mà chủ nhà người ta ốp đá hết này. Quý vị thấy không? Thì như Tuấn Nguyễn nói với quý vị rồi. Căn nhà nào mà đẹp nhất, mà kiên cố, mà vững vàng nhất, uy tín nhất thì chắc chắn đó là một căn nhà có ông chủ thầu xây dựng, đúng quý vị. Ở kế bên đây chúng ta có một cái kho quý vị nhá, cái kho này để đồ linh tinh rồi Tuấn Nguyễn cũng trôi xin bỏ qua, đúng không ạ? Cái ông chủ xây dựng thì đương nhiên ông sẽ xây cho ông một cái căn nhà mà phải nói là chắc chắn và đẹp nhất rồi, đúng quý vị. Đây ban công mặt tiền bên hông này quý vị nhìn này, đấy toàn cảnh của Thủ Đức của chúng ta. Phía cái nhà đỏ đỏ bên kia là trường học quý vị nhá, trường học cấp 2, cấp 3. Đấy, quý vị về đây sinh sống, công tác, cho con cái học hành thì phải nói là tuyệt vời luôn. Nhất là cô dì chú bác Việt kiều bào ở bên Mỹ đấy, hoặc là bên nước ngoài muốn về Việt Nam sinh sống, đang cần mua những căn biệt thự đẹp này nằm ngay trung tâm thành phố Thủ Đức, thì đây là một căn biệt thự mà để cho quý vị đáng phải quan tâm, đúng quý vị. Và đây là phòng ngủ số 3, à số 4, xin lỗi quý vị, số 4. Ở trên chúng ta có một, ở lầu lầu 1 có 2 và ở trệt có 1, chúng ta có 4 phòng ngủ quý vị nhá. Nhà vệ sinh khép kín ở trong phòng. Tuấn Nguyễn rất thích cửa làm bằng gỗ đỏ nguyên khối như thế này. Gạch lát phun, đấy, bồn cầu xịt. Đấy, lavabo rửa mặt gương soi ở đây. Tất cả đây là sơn màu vàng hết, gạch lát phun rất là ok. Giường tân cổ điển. Đấy, rộng rãi. Đây là tủ quần áo, lồng kiếng ở bên ngoài, kiếng cường lực quý vị nhá. Đấy, ở đây thì chưa có ai ở cho nên là không có cái gì hết. Đấy, giường ở đây nhưng mà không có xài đến, bởi vì nhà này cũng không có đủ thành viên để xài hết quý vị nhá. Trong đây thì không gian rộng rãi cho nên anh chủ nhà anh để bộ bàn ghế ở đây. Sau này chúng ta mua về thì tùy, chúng ta có sử dụng thì chúng ta sử dụng, mà không chúng ta mang xuống phía dưới, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta cho tặng ai đấy thì thật sự là Tuấn Nguyễn cũng nghĩ đến cái vấn đề đấy. Cho nó rộng ngôi nhà thì rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đi lên cái tum ở trên này, xem còn những cái gì Tuấn Nguyễn sẽ review hết cho quý vị xem, đúng không ạ? Đấy, hai lầu, một trệt, một tum. Tum ở trên này thì chúng ta có gì đây? Đây quý vị này. Nhà ông chủ thợ xây dựng quý vị biết này. Đó, trên này ông lát đá tự nhiên thế này, nó lát ngon luôn. Trên tum bên này chúng ta có một cái không gian. Wow, quý vị nhìn thấy chưa? Trên này là khung sắt, lợp kính cường lực hết quý vị nha. Đấy, chúng ta muốn làm sân phơi là làm cái gì làm, để đồ cũng được, nuôi thỏ cũng được quý vị nha. Còn ở bên này là có nhà hàng xóm. Đấy, bên đây nhà hàng xóm cũng có một khung như vậy. Đấy, quý vị nhìn thấy uy tín chưa? Đó. Đấy, một căn biệt thự hai mặt tiền nằm ngay trung tâm quận Thủ Đức, phường Linh Trung. Đó. Thiết kế phải nói là siêu của đỉnh luôn. Bởi vì sao? Anh chủ nhà này là chủ thầu xây dựng quý vị nhá. Chuyên xây nhà đẹp để bán. Đấy, chuyên xây nhà thương mại để bán. Còn căn nhà này á là căn nhà biệt thự chính chủ của anh xây để ở quý vị nhá. Nhưng mà do cái chuyển đổi công việc, anh ấy phải chuyển nơi khác cho nên nhượng lại cái căn biệt thự này cho chúng ta, cho quý vị nào có duyên, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ sở hữu những cái căn biệt thự mà xịn sò như thế này. Đấy, quý vị nhìn thấy uy tín chưa? Cực kỳ đẹp, đúng không ạ? Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đi xuống phía dưới, đúng không ạ? Tuấn Nguyễn sẽ đi lên cái sân thượng. Sân thượng ở ngoài trời cho quý vị tham quan chút xíu nữa. Đấy. Cái sân thượng ở ngoài trời này. Đây quý vị, chủ nhà đang nói chuyện với khách cho nên Tuấn Nguyễn cũng không quay tới họ.
chúng ta sẽ quay cho nó tinh tế tế nhị chút xíu, đúng không ạ? Đây sân thượng của chúng ta nữa đây quý vị này. Căn nhà này Tuấn Nguyễn bảo bảo với quý vị là sẽ làm cái hài lòng nhất quý vị nào mà khó tính nhất thực sự ấy, vào căn nhà này quý vị toàn thấy những cái đồ mà chủ nhà người ta làm đến cái mức độ nó hoàn mỹ rồi, quý vị hiểu không ạ? Đây, cực kỳ hoàn mỹ. Đây, chúng ta có cây mận này, trái quá trời, chủ nhà ốp cứ bóng hết, là bị bóng hết, quý vị biết này. Đấy, cây cảnh thì người ta niềng sắt, cho nó đỡ rơi xuống đầu, đúng không ạ? Đấy, gió nó không rơi được. Đây quý vị này, thêm này là ốp đá hoa cương hết quý vị nhá. Đó, đây, đây là cây vú sữa của chúng ta ở cái không gian xe khân xe hơi phía trên dưới. Quý vị nhìn trái này, trái quá trời luôn, đúng không ạ? Cây vú sữa này cực kỳ nhiều trái. Đấy quý vị thấy không? Trái xun xê luôn. Đấy, Tuấn Nguyễn không nói sai một lời nào luôn quý vị nhá. Đấy, đây chúng ta có cửa nhôm sinh pha để chúng ta mở lên. Ở trên đây thì chúng ta có thể phơi đồ, đúng không ạ? Trồng mướp ở trên nó cũng được, nhưng mà chủ nhà chưa trồng. Đây có cái sàn để chúng ta trồng mướp này. Đấy, máy giặt đồ để ở đây quý vị này. Có cái tủ đóng lại quý vị nhá. Đấy, mưa gió là nó không có ướt được. Đấy, xung quanh sông không gian ở đây phải nói là cực kỳ rộng rãi luôn. Và đây là khách sạn quý vị nhá. Khách sạn đây, cái chữ đỏ nháy nháy đó. Đây là khách sạn, còn bên kia là bệnh viện Việt Thắng quý vị nhá. Bệnh viện quận Thủ Đức, bệnh viện Việt Thắng. Còn đây là khu chung cư đó, đang xây dựng đó. Quý vị thấy đẳng cấp chưa? Chúng ta đi ra quốc lộ 1K chỉ có 300m thôi. Đó, đi ra Suối Tiên là khoảng 2 cây rưỡi quý vị nhá. Đi đây chạy thẳng ra Suối Tiên. Vâng. Và thưa quý vị, Tuấn Nguyễn đã review nhanh cho quý vị một siêu phẩm biệt thự rồi, đúng không? Nằm ngay phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Hai mặt tiền, có diện tích cũng rất là lớn, đúng không ạ? 165m 165,4m2 đúng không ạ? Chúng ta nhân cho 3 sàn đúng không ạ? Một tum ở trên. Đấy, chiều sâu là 7m8. Đấy, tặng full nội thất khi quý vị mua căn biệt thự này quý vị nhá. Và giá của căn biệt thự này anh chủ nhà đang gửi trên kênh của Tuấn Nguyễn với giá là 18 tỷ đồng quý vị nhá. Tặng full nội thất cho quý vị luôn. 18 tỷ chúng ta tặng full nội thất. Đấy, chủ nhà không lấy một cái thứ gì luôn. Vâng, quý vị xem được video này thì thấy căn biệt thự đẹp, hãy cho Tuấn Nguyễn xin một đăng ký kênh, một nốt like và hãy ấn chuông để có nhiều video mới nhất trên kênh nhà đất Tuấn Nguyễn cho quý vị tha hồ xem và mua để lựa chọn quý vị nhá. Đấy, quý vị hãy liên hệ ngay với kênh nhà đất Tuấn Nguyễn chuyên bán nhà trên 3 thành phố Bình Dương, Đồng Nai và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Cuối năm trở về đây, năm hết Tết đến rồi, Tuấn Nguyễn chuyên review nhà biệt thự, đấy, tân cổ điển, nhà mái Thái, đấy, nhà vườn. Đấy, quý vị có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay với Tuấn Nguyễn. Đặc biệt Tuấn Nguyễn review thêm những cái lô đất đắc địa hai mặt tiền có diện tích lớn. Quý vị nào có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay với kênh nhà đất Tuấn Nguyễn quý vị nhá. Vâng, Tuấn Nguyễn xin chúc quý vị xem video vui vẻ, có nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo.